Ngọc Hoàng chấm sổ, từ mai 4 tuổi có căn phú quý, tháng 6 tài lộc, tháng 7 có tiền tỷ tuổi dần. Người tuổi dần mạnh mẽ, thực tế và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng nỗ lực để vươn lên. Tuy vậy, trong cuộc sống, đôi khi con giáp này tỏ ra nóng nảy, vội vàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ mắc sai sót, phải chịu thất bại. Tháng 6 năm nay, người tuổi dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một việc làm mới, một nghề tay trái hoặc cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này tìm ra nhiều cách kiếm tiền hơn và cũng biết cách quản lý tài chính tốt hơn. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn, các thương vụ đều gặp may mắn. Trong khi đó, đến tháng 7, người tuổi dần gặp vận đỏ trong chuyện tình duyên. Người đang yêu đơn phương có thể được đối phương đáp lại. Trong khi đó, những người đã có gia đình sẽ có thêm thời gian để ở bên nửa kia. Tuổi Mão, người tuổi Mão chăm chỉ và có lối suy nghĩ sâu sắc vì tư duy sâu rộng ấy mà người tuổi mão được coi là chững chạc hơn so với tuổi thực. Đây điểm cộng giúp con giáp này tăng thêm độ uy tín với đối tác trong công việc. Bản thân người tuổi mão cũng không bao giờ buồn phiền khi người khác nhận xét trưởng thành sớm. Trong cuộc sống, người tuổi mão khôn khéo và biết tính toán, họ không tranh giành quyền lợi với ai và cũng không để ai gây tổn hại đến mình. Họ độc lập và cứng rắn, họ bảo vệ được bản thân trước những sóng gió hoặc những lời đặt điều thiếu căn cứ. Tháng 6 và 7 tới đây, Người tuổi Mão bước lên đỉnh vinh hoa phú quý khi làm gì cũng thuận lợi, đánh đâu thắng đó, gặt hái được nhiều tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão cũng nắm chắc trong tay rất nhiều cơ hội tốt để lan tỏa hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Tuổi Thân, người tuổi Thân rất lanh lợi và biết cương nhu đúng thời điểm. Họ sáng suốt nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, từ đó đưa ra được những phán quyết hợp lý, giúp gỡ rối được tình hình bế tắc. Họ làm việc chuyên nghiệp và rất có tiếng nói ở công ty. Trong cuộc sống, người tuổi Thân tháo vát, dù nam hay nữ, họ đều là những người tự chăm sóc mình rất tốt. Cuộc sống dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian để chăm chút cho sức khỏe của mình. Trời ban cho họ sự minh mẫn, cường tráng và ít khi đau ốm vặt. Thời điểm tháng 6 và 7 tới đây, người tuổi thân số mệnh rát vàng, sự nghiệp phất lên như diều, tiền bạc lúc nào cũng căng chặt ví. Quan trọng hơn cả, họ được chuyển lên một chức vụ mới cao hơn, nhiều quyền uy và thu nhập, lương thưởng cũng hậu hĩnh hơn. Tuổi ngọ, người tuổi ngọ thường phóng khoáng, thích tự do giàu nhiệt huyết. Trong công việc, họ là người có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ. Thời trẻ, con giáp này gặp nhiều khó khăn và vấp. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan. Nhờ nỗ lực không ngừng, biết cách phát huy thế mạnh của bản thân, người tuổi ngọ ngày càng thăng tiến trong công việc. Trong tháng 6, người tuổi ngọ được quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp. Không những thế, họ còn tự mình tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cần biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính thật tốt. Bước sang tháng 7, chuyện tình duyên của họ có nhiều khởi sắc. Những người yêu nhau sẽ sớm về chung một nhà. Trong khi đó, những người độc thân có cơ hội gặp gỡ người bạn khác giới qua các buổi hội họp. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.